đại bồ tát ở trong thai mẹ thường diễn thuyết pháp các đại bồ tát mười phương thế giới thích phạm tứ vương đều tụ tập đến đều khiến cho họ đắc được vô lượng thần lực vô biên trí huệ bồ tát ở thai mẹ thành tựu biện tài thủ thắng diệu dụng như vậy đó là việc thứ tư đại bồ tát ở trong thai mẹ tập đại chúng hội dùng nguyện lực xưa giáo hóa tất cả các chúng bồ tát đó là việc thứ năm Đại Bồ Tát thành Phật ở trong loài người phải đủ tối thắng thọ sinh nhân gian, nhờ đó thị hiện ở nơi thai mẹ, đó là việc thứ sáu. Đại Bồ Tát ở trong thai mẹ thì chúng sinh ba ngàn đại thiên thế giới đều nhìn thấy Bồ Tát như thấy hình Ngài ở trong gương sáng. Lúc đó trời tứ thiên vương rồng dạ xoa càn thát bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già người chẳng phải người, đều đến chỗ Bồ Tát cung kính cúng dường, đó là việc thứ bảy. Lúc Đại Bồ Tát ở trong thai mẹ thì tất cả tối hậu sanh Bồ Tát ở thai mẹ các phương khác đều cùng đến tụ hội, nói pháp môn đại tập tên là Quảng Đại Trí Huệ Tạng, đó là việc thứ tám lúc đại bồ tát ở trong thai mẹ thì nhập tam muội đi cấu tạng nhờ sức tam muội mà ở trong thai mẹ hiện cung điện lớn đủ thứ sự nghiêm sức thảy đều tốt đẹp cung trời đâu suất không thể sánh bằng mà khiến cho thân người mẹ an ổn vô sự đó là việc thứ chín lúc đại bồ tát ở trong thai mẹ dùng đại oai lực hiện ra đồ cúng dường tên là khai đại phước đức ly cấu tạo, cúng dường tất cả chư Phật Như Lai khắp cùng mười phương tất cả thế giới, các Như Lai đó đều vì Bồ Tát diễn nói vô biên Bồ Tát trụ xứ pháp giới tạo, đó là việc thứ 10. Phật tử đó là 10 việc của đại Bồ Tát thị hiện ở trong thai mẹ, nếu các Bồ Tát thấu đạt pháp này thì có thể thị hiện cõi thâm sâu vi tế Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 cõi thâm sâu vi tế. Những gì là 10? Đó là ở trong thai mẹ thị hiện ban đầu phát bồ đề tâm cho đến bậc quán đảnh. Ở trong thai mẹ thị hiện trụ ở cõi trời đâu xuất. Ở trong thai mẹ thị hiện sơ sinh. Ở trong thai mẹ thị hiện bậc đồng tử ở trong thai mẹ thị hiện nơi cung vua ở trong thai mẹ thị hiện xuất gia ở trong thai mẹ thị hiện khổ hạnh đi đến đạo tràng thành đẳng chánh giác ở trong thai mẹ thị hiện truyền pháp luân ở trong thai mẹ thị hiện vào niết bàn ở trong thai mẹ thị hiện đại vi tế đó là tất cả bồ tát hạnh tất cả như lai tự tại thần lực vô lượng môn khác nhau Phật tử đó là 10 thứ cõi vi tế ở trong thai mẹ của đại Bồ Tát, nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được đại trí huệ cõi vi tế vô thượng của Như Lai.